Hello anh em, chào mừng anh em đến quay trở lại với con game Mazer Master Blue Monster nha. Ok anh em, bây giờ thì đội hình của mình sẽ chiến đấu với ai nào? Wow, hai gấu Freddy này các bạn và một quái vật màu xanh có chiếc quần màu tím đó các bạn ơi. Trời ơi, quái vật màu xanh đó rất là mạnh nha các bạn. Các bạn thấy không? Các mommy long leg của mình, trời ơi, bắn như thế này. Wow, quái vật xanh rất là mạnh nha các bạn ơi. Trời ơi, cố lên nào. Victory rồi các bạn ơi. Yeah, ok các bạn. Chiến đấu tiếp thôi nào. Wow, mình sẽ chiến đấu với quái vật gì đây? Con sâu màu xanh lá cây các bạn à. Các bạn biết con sâu này là quái vật gì hãy comment phía dưới để cho mình biết với nha. Ok các bạn, chiến đấu thôi nào. Yeah, lại victory nữa rồi. Wow, các bạn thấy không, đội hình của mình rất là đẹp nha. Wow, mình đã nâng cấp được Mommy Long Legs màu đỏ nha các bạn. Wow, tiếp tục thôi nào. Nâng cấp tiếp tục. Wow, mình đã nâng cấp được quái vật màu xanh ba đầu các bạn ạ. À, trời ơi, ba đầu luôn nha, ba đầu rất là chiến luôn nha các bạn. Trời ơi, cố lên nào. Mình đã nâng cấp được 5 Mommy Long Legs màu đỏ luôn nha các bạn ạ. À, trời ơi, sức chiến đấu của Mommy Long Legs màu đỏ rất là mạnh nha các bạn. Nhưng mà không ngoại lệ quái vật màu tím của đôi bạn. Trời ơi, có cái tay boxing màu vàng rất là mạnh nha các bạn ạ. À, trời ơi, đấm các quái vật đội mình tiêu luôn kìa các bạn ạ. À, wow, thua rồi các bạn ơi. Không sao, mình sẽ nâng cấp thêm nha các bạn. Các bạn coi nè, trời ơi, mình đã nâng cấp được chú sâu gì này, Daddy Long Legs ấy, các bạn ạ. À, phải không ta? Wow, mình nâng cấp được ba rồi. Bây giờ thì bốn luôn nè. Trời ơi, mình có bốn chú sâu màu vàng, một quái vật ba đầu với lại rất nhiều quái vật màu xanh có đội chiếc vương miện nha các bạn. Trời ơi, rất là mạnh nha các bạn ạ. À, chiến đấu thôi. Cố lên nào, gần thắng rồi, gần thắng rồi. Yeah, các bạn ơi, các bạn thấy video này hay nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp thêm. Wow, mình nâng cấp được chú sâu màu tím. Trời ạ, hai chú sâu luôn. Nâng cấp được thêm chú sâu màu xanh lá cây. Wow, Daddy Long Legs nâng cấp phải chăng các bạn? Còn chiến đấu với quái vật màu đen gì mà cầm chiếc lưỡi hái tự thân đó các bạn ạ. À, trời ơi, mới vào mà đánh đội bạn tiêu luôn rồi các bạn ạ. À, cố lên nào. Wow, quái vật của đội bạn là hai búp bơ búp bi nha các bạn, với lại là một chú cáo boxing nha các bạn ạ. À, trời ơi, chú cáo boxing rất là mạnh luôn các bạn ơi. Cố lên nào. Wow, bây giờ thì mình còn có một Daddy Long Legs màu xanh lá cây à các bạn ạ. À, cố lên. Trời ơi, không thắng nổi luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp thêm để chiến đấu với quái vật cáo chín đuôi boxing của đội bạn thôi các bạn ạ. À, các bạn thấy không, mình đã nâng cấp được hai quái vật sâu, đó phải chăng là Daddy Long Legs? Trời ơi, nâng cấp thiệt to luôn, thiệt thật là dài luôn các bạn ơi. Trời ơi, rất là chiến luôn các bạn ạ. À, chiến đấu thôi nào, các quái vật siêu to, siêu khổng lồ, siêu mạnh của mình ơi. Yeah, các bạn cũng cổ vũ với mình đó nha. Wow, các bạn thấy gì không? Victory cho mình nữa rồi các bạn ạ. À, trời ơi, đội hình mình rất là mạnh nha các bạn ơi. Yeah, mình sẽ chiến đấu thôi. Nâng cấp được rồi, nâng cấp được quái vật màu đen cầm lưỡi hái tự thân rồi các bạn ạ. À, trời ơi, để xem quái vật màu đen cầm lưỡi hái tự thân
nó đem lại chiến thắng cho mình được không nha các bạn? Trời ơi, quái vật này rất là mạnh các bạn ạ. À, victory cho mình rồi. Yeah, ok các bạn ơi, các bạn thấy video này hay nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhỏ xinh trai đẹp gái của mình nhiều nè. Yeah, nâng cấp các quái vật lên thôi. Ok các bạn thấy chưa, wow, mình nâng cấp được quái vật màu tím thật là cao, có 2 cái lo, nhưng mà có hàm răng với cái lưỡi thiệt dài là như thế này nè các bạn, ngay chỗ cổ luôn nha các bạn ạ. À, trời ơi các bạn thấy không, wow. Bây giờ mình sẽ chiến đấu với đội hình của bạn là có quái vật Sonic siêu cấp nha các bạn. Trời ơi, chiến đấu với các quái vật siêu to siêu mạnh của mình ơi, cố lên, cố lên nào. Rồi, các bạn thấy không, quái vật màu đen cầm lưỡi hái tử thần mình kia, ném một nguồn năng lượng màu đen ra để tiêu diệt đối phương rồi. Yeah, ok các bạn, wow, đội bạn có quái vật màu đen cầm tia sét. Trời ơi, ở ngoài sau là có một cái bông tia sét luôn đó các bạn. Trời ơi, rất là ngầu nha các bạn, rất là mạnh luôn đó. Nhưng mà không, lại victory cho mình các bạn ạ. À, trời ơi, ồ, mình sẽ nâng cấp thêm này, nâng cấp thêm, wow, nâng cấp được quái vật xanh có chiếc quần, có chiếc quần màu tím đó các bạn ạ. À, trời ơi, rất là cute luôn nha các bạn ơi. Một đội bạn có quái vật gì mà cá mập hồng có đeo găng tay boxing màu đỏ các bạn ạ. À, các bạn biết quái vật này là quái vật gì hãy comment phía dưới cho mình biết với nha. Trời ơi, quái vật này rất là mạnh luôn các bạn ạ. À, wow, đấm một phát là tiêu một quái vật của đội mình đó các bạn. Trời ơi, mà đấm thật là nhanh luôn nha, pop 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 thế này này các bạn ạ. À, trời ơi, cố lên nào, cố lên quái vật màu đen cầm lưỡi hái tử thần ơi, cố lên, thắng rồi, thắng rồi. Yeah, tiêu diệt được rồi, victory cho mình rồi các bạn. Trời ơi, rất là may mắn nha các bạn ạ. À, các bạn thấy không, mình đã có được 2 quái vật màu xanh có chiếc quần màu tím nha. Ngoài ra là đội bạn có quái vật tay dài màu vàng, trời ơi, siêu to siêu khổng lồ đó bạn ơi. Rất là chiến luôn, rất là mạnh luôn các bạn ạ. À, nhưng mà không, mình sẽ quyết phải thắng nha các bạn, mình sẽ nâng cấp thêm đội hình này các bạn ơi. Ok, wow, mình đã nâng cấp được quái vật gì này, quái vật gì mà trời ơi, 2 quái vật cầm súng tên lửa đó các bạn, nâng cấp lên quái vật có tia sét nha các bạn, tia sét ngoài sau lưng các bạn, nhiều tia sét ngoài sau lưng và cầm tia sét ném vào quái vật của bạn luôn các bạn ạ. Trời ơi, rất là mạnh luôn các bạn ơi, cố lên, cố lên nào, tiêu diệt quái vật của bạn đi. Yeah, victory cho mình đó rồi. Ok các bạn thấy video này hay nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Yeah.